Vâng, xin chào anh em đến với kênh Công nghệ ô tô Đàm San. Hôm nay mình rảnh, mình làm cái video hướng dẫn anh em cách gọi là đấu một cái bộ lóc cửa đi. Đây bộ lóc cửa. Đấy, sau tí nữa mình sẽ hướng dẫn anh em đấu bộ start engine. Đấy, bộ start engine. Đấy. Thì để bộ lóc cửa này đấu như nào thì bài đầu tiên mình mở ra đi. Cùi ra nhá. Đấy, gồm có một dây này, một hộp CPU điều khiển này. Đấy, và một hai cái remote này, hai cái remote này mình bỏ ra đi, không quan tâm mình nhé. Cái bộ điều khiển này, rắc này thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Đấy, cắm đây đúng không? Đấy, thì bây giờ mình bỏ ra đây, mình hướng dẫn anh em, anh em nào biết rồi thì có thể comment cho mình biết là có những phương pháp nào đấu khác nữa không. Đấy, tại vì cái bộ này là bộ điều khiển đa năng này, có rất nhiều cách đấu. Mình sẽ có rất nhiều loại nữa anh em nhé, có rất nhiều loại, đây là một loại cơ bản thôi. Đấy, mình sẽ phân biệt ra bài đầu tiên là trong này có những dây gì. Thứ nhất là dây nguồn, nguồn vào là rồi có đỏ và đen này anh em nhé, nguồn vào. Đây là điện trực tiếp nha anh em nhé, dây đỏ là điện trực tiếp, dây đen là điện trực tiếp, là anh em phải khi đấu chúng ta phải tắt hết nguồn, tắt hết khóa điện đi và rút chìa khóa ra. Đấy, và chúng ta sẽ câu cái dây đỏ này vào một cái dây nào mà dây nào hoặc là một cái cầu trì nào to to một chút nhé, to hơn cái cầu trì 15A nhé anh em nhé. Đấy, và nó phải là điện trực tiếp, là chúng ta phải thử đèn, lúc đó là rút chìa khóa ra rồi mà vẫn phải còn điện. Đấy, tránh tình trạng là sau khóa là trước khi chúng ta tắt chìa khóa là mất là bộ điều khiển này vô tác dụng. Thứ hai nữa là mát, chúng ta sẽ đấu vào mát sườn xe. Đấy, nhân vật chính của chúng ta là những dây còn lại. Dây còn lại thì chúng ta sẽ tập trung vào gì à, mình quên không hướng dẫn anh em cách. Trên này nó có một cái tờ giấy hướng dẫn này, tờ giấy hướng dẫn trong bộ điều khiển nào nó cũng có một hộp, trong hộp nào nó cũng có bộ dây hướng dẫn, thì chúng ta sẽ tập trung vào cái sơ đồ chính và cái sơ đồ phụ. Đấy, sơ đồ phụ, sơ đồ chính thì chúng ta sẽ gồm cái gì? Ở trên này chúng ta sẽ đọc được một số tiếng Anh, anh em nhìn kỹ này. Đấy, thứ nhất là ping, chẳng hạn như ping là màu hồng. Đấy, qua một cái cầu trì 10A và nó biểu tượng là trúc. Đấy, đấy, có nghĩa là mở cốp, tín hiệu này mình hiểu là mở cốp. Đấy, dây đen black này, đây như lúc nãy anh em mình đây, dây đen black và dây màu hồng đây qua cầu trì 10A là cái dây ra mở cốp. Nếu mà với con xe có mở cốp thì chúng ta sẽ dùng cái dây này nhé. Tí nữa mình sẽ nói sâu hơn về dây này, tại vì nó có hai trường hợp, một là điều khiển mát ra mở cốp và hai nữa là điều khiển dương ra mở cốp tùy từng xe. Đấy, chúng ta sẽ thiên biến vạn hóa, tại vì cái bộ điều khiển, tất cả những bộ điều khiển bán này trên thị trường này nó là đều điều khiển đa năng, có thể lắp được mọi xe. Đấy, tùy từng xe, ví dụ xe khiển mát và xe khiển dương. Đấy, còn dây bách này thì là black này, là dây màu đen này, thì là dây vào mát HQ đây, gọi là mát sườn xe. Dây đỏ là màu vào dương, đúng rồi. Đấy. Tiếp theo nữa là ở đây nó có dây gọi là phu re, mình không đọc giỏi tiếng Anh lắm đâu, nhưng mà anh em hiểu thì nó gọi là vào parking line anh em nhé, vào parking line. Đấy, trên này xem có không anh em. Đây mình thấy, nhìn thấy có một cái dây màu đây, có một cái dầu hơi màu tím này. Dây hơi màu tím này. Trong sơ đồ này thì nó lại nói là dây Pure parking line, nhưng theo cái mình biết, mình không quan tâm đến nó là cái parking line, nó là cái dây gì, nhưng tóm lại là anh em mình hiểu là cái dây như thế này. Và đây trên này nó có, trong này nó có hai diode và xuyên ra hai dây, thì chúng ta sẽ lần lượt hai dây này chúng ta sẽ cho vào xi nhan từng vế một nha anh em nhé. Anh em xác định dây xi nhan ở vế trái và dây xi nhan ở vế phải, để là làm sao để khi mình lóc cửa và mình unlock là xi nhan nó sẽ nháy. Đấy, khi ví dụ như là chúng ta unlock nó sẽ nháy một cái và unlock sẽ nháy hai cái, và khi lóc là sẽ nháy một cái. Đấy, đây này sẽ vào xi nhan từng vế một. Mà cách tìm dây xi nhan trên xe ấy, thì cái này là nếu mà có điều kiện mình sẽ hướng dẫn anh em cách tìm dễ nhất ở trên một cái video khác nhé. Anh em
sẽ tự tìm, hoặc là mình sẽ hướng dẫn với anh em cái video khác. Mà cái nhân vật chính của mình là sẽ những cái dây còn lại này. Dây còn lại này thì là làm là hệ thống đa năng, thì mình sẽ phân biệt được là như sau. Thứ nhất là hai dây màu cam, gồm có dây cam và dây cam sọc đen, hai dây này và cặp đôi nhé, mình hiểu như là cặp đôi. Và dây vàng cũng vậy, một dây vàng và dây vàng sọc đen, dây trắng cũng thế, trắng trắng sọc đen. Thì mình sẽ hiểu như thế này, cái dây hai dây màu trắng này anh em chúng ta nếu mà với một con xe, với một con xe mà không có chuột theo xe, mà xe bình thường xe cổ đi, nó không có chuột, không có chuột cửa ấy, không có chuột cửa cả ở cánh lái ấy, anh em nhé. Đấy, chứ không cứ gì như ở có nhiều con nó có không có cả bốn cánh. Đấy, thì mình phải lắp cả bốn cánh. Nhưng mà với con những con nó có ba cánh chỉ cánh lái không thì mình sẽ lắp độc một cái cánh lái. Và có những con nó có hết cả bốn cánh rồi. Đấy, thì mình sẽ lắp như thế nào? Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn, chẳng hạn như là nếu mà con nó không có cánh nào hoặc là chỉ cánh lái không có thì chúng ta sẽ cùng một phương án là chúng ta sẽ đưa dây này, hai dây này vào con chuột ở trên cánh cửa bên lái. Nó sẽ đảo chiều và chúng ta sẽ lắp vào dây này con chuột. Còn phương thức lắp chuột như nào thì cái đấy lúc nào có điều kiện mình sẽ làm một cái video khác. Anh em cái này nó phải thực tế thì nó mới dễ. Còn hai dây vàng này chúng ta mặc định chúng ta tước ra và chúng ta nối vào nhau, đồng thời nối chung vào dây mát nha anh em nhé. Nối mát và nối có nghĩa là dây đen này. Đấy, dây đen này. Hai dây cam này chúng ta cũng tước vào nhau và chúng ta xoắn vào nhau và nối vào dây dương. Để làm sao có nghĩa là ba cặp dây này, có nghĩa 6 dây này và ba cặp dây này là nó là của hai con dơ le 5 chân đảo chiều. Mục đích của nó đảo chiều là gì? Đảo chiều để một là hút cửa, hút khóa cửa, hai là ăn lóc. Đấy, nó đảo chiều. Đấy, cho nên là nếu mà với những con xe chẳng hạn như tôi, dòng Toyota ấy, thì chúng ta không cần cho hai dây này ra vào dương, chúng ta cắt đi, bỏ. Tại vì lúc đấy nó chỉ anh em chúng ta không cần phải đấu vào con chuột nữa, mà chúng ta sẽ đấu vào một cái tín hiệu ăn lóc và lóc trên bó dây. Chúng ta chỉ cần dùng hai dây trắng này vào đấy thôi, và hai dây vàng này chúng ta sẽ đấu vào mát. Chúng ta tùy theo người sẽ đấu. Đấy, là anh em nào mà có câu hỏi nào hay là có một phương án nào đấu khác thì anh em cùng chia sẻ dưới comment mình nhá. Đấy, còn là về cơ bản là như vậy, còn cụ thể như nào thì cái video này nó hơi dài, mình cũng không muốn làm cái video quá dài. Đấy, anh em có các câu hỏi hoặc là chúng ta sẽ có phương án nào, hoặc là chúng ta có bộ điều khiển khác. Đây là một bộ điều khiển cơ bản đấy, có những cái bộ dây nó không theo thứ tự này nữa đâu, hoặc là không theo màu như thế này nữa đâu. Thì là chúng ta sẽ phải theo hình thức khác. Đây cái mạch vừa ông nãy mình nói đây, cái mạch mà vừa ông nãy mình nói là cái mạch những cái dây đấu chuột đây, thì chúng ta có thể xem và dựa vào đây chúng ta hình dung ra y xì như lúc nãy mình nói thôi, chứ không có gì cả. Đấy. Ok nha anh em, ai có câu hỏi hay là ai có những cái thắc mắc gì thì sẽ cứ liên hệ với mình nhé, mình sẽ hỗ trợ. Nếu mà thời gian cho phép thì mình sẽ hỗ trợ anh em lắp. Cảm ơn anh em đã theo dõi, chúc anh em học điện ô tô thành công.